cùng ra mắt với siêu phẩm T100. Vậy Titleist T300 có gì khác biệt? Trong video này, Skygop sẽ giúp các cốt vào làm sáng tỏ. Đánh giá chung về bộ gậy sắt Titleist T300. Là một trong những thương hiệu gậy golf lâu đời nhất thế giới, Titleist luôn không ngừng cải tiến những chế tác của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người chơi. Nếu như trước đây các bộ gậy Titleist thường khá khó nhằn với người chơi mới, thì giờ đây, các golfer cũng có thể dễ thở hơn với các bộ gậy cải tiến nhiều về thiết kế và bộ sắt Titleist T300 2019 chính là ví dụ rõ nhất. Đa phần các bộ gậy golf Titleist không dành cho những người chơi có handicap trung bình, tuy nhiên với phiên bản T300 lần này lại là một ngoại lệ. Ở phiên bản bộ sắt T300 2019 này, người chơi golf có thể gặp lại một thiết kế mặt gậy dạng hốc được cải tiến hoàn toàn. Đầu gậy có một hốc cắt sâu tương đối gọn gàng, thiết kế này xuất hiện ở mặt sau các gậy từ sắt 5 đến sắt 8. Các cây từ sắt 7 trở lên đã có thêm một thanh trợ lực ở sau hốc gậy. Chúng có tác dụng cải thiện hiệu suất và độ ổn định của cú đánh hơn 20% so với phiên bản T200. Vật liệu polymer được sử dụng phủ ngoài đầu gậy Titleist T300 nhằm mang đến những âm thanh và cảm giác chân thực nhất khi mặt gậy chạm bóng. Ngoài ra, lớp vật liệu này cũng mang đến một lớp bong sáng ở mặt gậy, thiết kế luôn duy trì được cho mình một độ sáng bóng như mới. Phần đầu của gậy được bổ sung một miếng trọng lượng Volfram, cải thiện moment quán tính nhằm giúp cho người chơi golf dễ dàng hơn khi thực hiện cú swing. Độ bao của đầu gậy tương đối lớn cho phép golfer có thể thực hiện cú đánh một cách dễ dàng mà không cần phải sử dụng quá nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên, hãng vẫn lựa chọn sử dụng hai dòng cán là True Temper AM Direct nặng 95g, cán Carbon Tensei Direct nặng 60g. Với hai dòng cán này được đánh giá là tương đối nặng. Chính vì vậy, các golfer mới chơi và có thể lực trung bình thì nên thận trọng khi lựa chọn bộ sắt T300 này để tập luyện. Và trên đây là đánh giá về bộ sắt Titleist T300 2019 của Skygop. Cảm ơn quý golfer đã đón xem. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ Skygop sản xuất thêm nhiều video khác nhé.